Hello, chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay lại là vòng quay 12 ô các bạn ơi. Vòng quay cuối tháng, giờ đầu là năm vô hy. Bây giờ vô đã chứng quá. Tới hả, cuối tuần rồi các bạn nha. Nhớ đón xem video của mình nha. Wow, wow. Năm giấy cuộn tuyệt sắc kìa các bạn. Các bạn thấy choáng ngợp không? Vô cái skin này cái coi. Ơi vô 10 giấy cuộn á. Cũng quá ngon rồi. Giờ mình sẽ qua mình vẽ. Mình vẽ luôn cho nóng các bạn. Vẽ bộ nè. Cuối tháng à, xả kho hết luôn. Vẽ đổi nguy hiểm. Lấy được cái nào thì lấy chứ cuối tháng rồi. Hợp gì vậy? Hợp điện ngại. Còn hầu là cuối. Được à, vậy là được 6 cái huy hiệu rồi. Cái này nó không ngon đâu, cái này mới ngon nè. Vẽ 5 lần nè. 5 lần ra trận cái hộp skin thôi là cũng lời rồi. Không cần gì nhiều. Đen quá. Nên làm cái huy hiệu lá luôn các bạn. Bùm. Trời ơi. Sao mà nó đen thế nhỉ? Ra toàn là 3 với 5. Không có khi nào mà được cái nhiều. Wow, được 3 nữa. Giờ mình sẽ vào mình đổi huy hiệu thôi. Hiện tại mình được 141 cái điểm huy hiệu rồi. Bây giờ sẽ đổi 109. Năm chục cái nguy hiểm đó các bạn. Những hoa thiên nga là 159 rồi. Giờ có 141 mà. Giờ mình đậu một cái 159. Thì nó không có đẹp. 99 những cái kia thằng tượng nhà. Em có tướng thằng tượng nhà này. Mặt tướng nhà bật hết cộng họ hữu hạn. Bây giờ mình sẽ thoát ra mình quay tiếp vòng quay của giải bùa bật giải bùa quyền bị không chụp cái giải cho hết nha. Còn phải sự kiện để mình nghiên cứu mình đổi sao. Các bạn xem video mình, các bạn thấy yêu thích mình thì các bạn cứ đăng ký lên và ủng hộ mình nha các bạn. Còn các bạn nào
Tôi thấy thì các bạn cứ xem không hòa mình thôi. Bữa nay mình đã ra video thứ cuối tuần mình đã ra một cái video rồi. Sao không ra hộp skin đâu? Ruby. Bùm. Không ra được cái gì luôn. Còn ra kho báo nữa. Kho báo đó mình quay, sẵn mình quay kho báo luôn. Nay chiến thắng kích điểm quá trời luôn. Ủa, còn có 5 cái kho báo rồi. Vậy chắc em của mình quay hết rồi. Thấy mình để kho báo quá trời giờ hết ra. Đi là hết luôn. Đen dữ vậy. Đen quá, đen quá. Thôi video mình đến đây là hết rồi các bạn ơi. Xem video like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Và đừng quên nhấn chuông thông báo những video mới nhất của mình nhé. Bye bye các bạn.